Chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu phần ngữ pháp N tô, N cũng hoặc cái N nữa. Chúng ta cái này, ngữ pháp này chúng ta sẽ được học trong bài số 6, tiếng Hàn Seoul 1A. Tô kết hợp sau danh từ dùng thể hiện ý nghĩa bao hàm hoặc thêm vào sau cái trước đó. Ví dụ chờ tô, bul tô, tôi cũng, nước cũng. Thì chờ tô để thực hiện hành động nào đó. Multo thực hiện hành động nào đó. Ví dụ này, Steven Sheen 학생이에요. Steven là học sinh, 저도 학생이에요. Tôi cũng là học sinh. Menu 주세요. Cho tôi menu. Multo 좀 주세요. Cũng cho tôi cả nước nữa. Steven Sheen 한국어를 배워요. 준량 씨도 한국어를 배워요. Steven học tiếng Hàn Quốc. Jun Liang cũng học tiếng Hàn Quốc. 어제 바지를 샀어요. 그리고 운동화도 샀어요. Hôm qua tôi đã mua quần và tôi cũng đã mua giày thể thao. Các bạn chú ý, tôi không đi cùng 은는, 은를 mà thay thế luôn. Như ví dụ dưới đây. 저는 또 không sử dụng mà sử dụng là 저도. 콜라를 또 không sử dụng mà sử dụng 콜라도. Ngoài chủ ngữ và tân ngữ, 또 được sử dụng sau các tiểu từ khác. 어제 백화점에 갔어요. 시장에도 갔어요. Tức ngoài 은는, 은를 ra thì 또 được sử dụng sau các trợ từ khác. 도서관에서 책을 읽어요. 집에서도 책을 읽어요. Ở thư viện tôi đọc sách và ở nhà tôi cũng đọc sách. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy.vn hoặc seoul.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa. Trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau. Suko hasotsumida. Bye bye.